Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn và anh chị và với kênh Sọ. Em hôm nay trên màn hình thì anh mình có một sợi chi cực kỳ mạnh mẽ đấy, là có thể đang di chuyển trong màn. Cho khách hàng người ta thử xem chất lượng cũng như cái nhanh nhạy của em nó như thế nào. Thì trên màn hình thì các bạn biết rồi, đó một chiếc Hitachi, đó em đang thể hiện sự khỏe khoắn của mình với pha bắt đầu cực kỳ ổn định. Và xe này thì anh em tí nữa mình có thể để số điện thoại bên trên đấy, tại chỗ anh mình khá là nhiều bạn thì đang nằm ở Hải Phòng mọi người nhé. Rất là nhiều đời máy như Hitachi, Daewoo rồi Samsung đấy, Komitsu, rất là nhiều loại máy để cho anh em lựa chọn. Và khi anh em đã lựa chọn được thì giá cả rất là phải chăng tùy theo đời máy thôi, và cũng theo dòng máy thì thấy anh em cứ gọi là mang về và đưa ra công trường sử dụng ngay, không cần phải làm bất cứ một công việc gì hết. Tại vì máy ở đây thì họ rất là phải đăng nhập viên trước về và chăm sóc khá ổn định. Anh em thấy không, Hitachi này nó khá là ok, chỉnh diện mất đất này. Cộng thêm là anh tài cũng có cái trình độ lái máy khá ổn định. Các bạn thấy rằng Hitachi EX150 đấy, loại này thì khá là ổn định rồi. Gầu thì ok đấy, gầu 4 răng, đánh xích thì cực kỳ là ổn định. Con này là EX60 mình có để số điện thoại ở trên màn hình, anh em cứ lấy số điện thoại đấy gọi cho mình biết bạn và mọi người xem video của mình thì cho mình một like và một share và chia sẻ nhé. Đây là phần trong cái pin mọi người nhé. Mọi người xem video của mình cho mình một like và một chia sẻ, rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh xe ben máy xúc tận cầu của mình. Bye bye mọi người. Xem video thì gọi điện thoại trực tiếp cho chủ máy.